Omani, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta đã đến chiêu thức số 5 của khí công dịch căn kinh rồi. Đây là một chiêu thức rất là quan trọng, ảnh hưởng hệ thống tim mạch cơ thể chúng ta. Ai có những bệnh lý liên quan đến tim này, huyết áp cao, huyết áp thấp, nên tập chiêu này hàng ngày, nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cách tập như sau. Bây giờ tôi sẽ quay sang bên trái này. Quay sang trái, chân trái bước lên. Hai tay thu về như thế này. Ngón cái chạm vào ngón út. Đó. Đây, xoắn tay hai bên này. Hướng tay sang hai bên như thế này. Tay về giữa. Tay thẳng. Xoắn tay. Đây, chúng ta nhìn cái tay tôi nó phải xoắn như này. Bước tiếp theo. Khi lên thì chúng ta chạm thêm ngón áp út vào. Nó xoắn tay này. Từ trong ra ngoài như thế này. Đứng trên. Gót chân. Rồi cổ. Ta quay về đằng trước. Tay đưa lên. Thiền đứng một vài hơi thở. Sau đấy xả khí. Tiếp theo ở bên phải của chúng ta. Chân phải bước lên. Tay thu về. Ngón cái chạm ngón út này. Tay về chéo. Xoắn tay. Lên. Ngón cái chạm ngón áp út vào ngón út. Xoắn tay. Rồi cổ. Xả khí. Rồi lần số 2. Lần số 2 tôi tập theo cùng hướng, cùng chiều với chúng ta này. Xoay ra bên trái này. Bên trái bước lên. Ngón út. Tay xuống. Thêm ngón áp út vào. Và xoắn tay. Quay về đằng trước. Xả khí thông kinh. Xoay sang bên phải đấy ạ. Xoắn tay. Tay duỗi thẳng và xoắn. Thêm ngón áp út vào, chúng ta xoắn tay. Rồi cổ lên. Quay về đằng này. Đã thiền đứng một vài hơi thở. Chiêu thức này tôi mới chỉ tập 2 lần thôi mà cảm thấy tim mạch nó rất là ổn định. Đấy, nó bơm máu khắp toàn cơ thể và hệ thống tim. Qua những cái xoắn tay này, qua những động tác duỗi tay là tim nó được đầy ắp những cái năng lượng bơm máu khắp toàn cơ thân. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video hướng dẫn tiếp theo. Chúng ta học đầy đủ trong thiềnchữabệnh.com, khóa học dịch cân kinh hỗ trợ trị bệnh. Năm 2008, bản thân vốn là người mang nhiều căn bệnh khó chữa như suy giảm chức năng gan, thận, viêm xoang, viêm họng. Thầy Phúc Thành đã dành 10 năm tầm sư học đạo cùng các bậc chân sư để tu luyện khí công và thiền định tự chữa bệnh. Năm 2015, được biết đến là người sáng lập trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm nhằm lan tỏa những bài khí công chữa bệnh cho cộng đồng. Là người khai sáng phương pháp mở khớp giúp cho 50.000 học viên ngồi thiền kiết già dễ dàng hơn. Khai sáng phương pháp định tâm trong thiền định, giảm stress trong cuộc sống. Thầy đã giảng dạy miễn phí cho hơn 80.000 người qua nền tảng trực tuyến. Một người được biết đến với sự cho đi không ngừng, lan tỏa giá trị yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng. Sứ mệnh của thầy là giúp cho 5 triệu người Việt Nam được tập luyện khí công và thiền định, nâng cao sức khỏe, giảm stress, có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thầy dành tặng khóa học thiền giúp bạn sống hạnh phúc hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần tag tên 3 người bạn, share về tường, truy cập thiềnkhícông.com để nhận khóa học này.